vâng xin cảm ơn thầy sơn tôi được uh, hội uh, giao cho cái bài này quả thực rất khó <laughs> thế thì uh, không biết là nên nói như thế nào và thời gian thì có hạn có lẽ tôi chuẩn bị bài thì dài nhưng mà tôi sẽ nói ngắn lại thế bây giờ chỉ nói những điểm mới thì tôi sẽ nói cái kiểu sen kẽ cái, cái cũ nó đang là cái gì nó không có giải quyết được vấn đề gì Thế sau tôi nói cái mới thì để cho nó rút ngắn không có thì nhiều slide quá sợ tốn thời gian của các thầy cô và các anh chị như vậy thì cái bài của tôi sẽ có bốn bốn cái nội dung chính nội dung thứ nhất là thế thì vậy thì chẩn đoán về nhiễm khuẩn hô hấp dưới hiện nay đó. nhưng mà nói nhiễm khuẩn hô hấp dưới là đại khái chủ yếu vẫn là viêm phổi bởi vì chúng mình chỉ có ba cái bệnh nhiễm khuẩn hô hấp dưới đó là viêm phổi viêm phế quản và viêm tiểu phế quản là hay gặp nhất ở, ở ở trẻ con thì chúng tôi sẽ không nói viêm phế quản chúng tôi cũng không nói à, viêm tiểu phế quản chủ yếu chúng tôi nói về viêm phổi và như thế thì chẩn đoán lâm sàng của viêm phổi có cái gì à, mới so với trước rồi xét nghiệm, x-quang và các cái chẩn đoán hình ảnh có cái gì khác thứ ba là kháng sinh bây giờ thì mình dùng cái gì so với trước mình thay đổi thế nào và cuối cùng là vậy thì có nên kết hợp kháng sinh hay là không nên kết hợp kháng sinh bây giờ trần đoán lâm sàng cái cũ của chúng ta thì là tổ chức y tế thế giới nói luôn chỉ cần dựa vào đếm nhịp thở đấy tại vì đếm nhịp thở vẫn có được cái độ dậy và độ đặc hiệu cao nhất so với tất cả các dấu hiệu khác về về lâm sàng Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào cái bảng này Chúng ta vẫn cứ thấy rằng có thể có độ 1 phần 4 số trường hợp Đấy. Hoặc là à, 1 phần 3 số trường hợp Nếu chúng ta chỉ dùng à, đếm nhịp thở thôi thì chúng ta bỏ sót Đấy, vấn, vấn đề này. Mặc dù nó bỏ sót ít hơn so với các triệu chứng khác Nhưng vẫn có bỏ sót Và như thế thì à, Nhịp thở nếu nếu chỉ cho phép chúng ta một triệu chứng thì nhịp thở vẫn quan trọng và nó chỉ khác nhau ở chỗ là ở các nước khác nhau thì có thể lấy cái ngưỡng nhịp thở khác nhau ví dụ tổ chức thế giới chỉ lấy có ba cái ngưỡng thôi 40, 50, 60 cho nó dễ hiểu dễ nhớ nhưng mà ngay ở New Zealand năm 2018 mới nhất thì họ đã bắt đầu thay đổi một chút ví dụ họ lấy lấy cái tuổi lửng lơ tức, là 3 tháng của mình quy định là sơ sinh là một tháng ấy thế nhưng mà họ thì một số nước thì lại hai tháng tổ chức y tế thế giới thì lại lấy hai tháng nhưng mà new zealand và mỹ thì lại lấy 3 tháng đấy là một số các cái và nếu tổ chức y tế thế giới chỉ chỉ cho phép chẩn đoán dùng nhịp thở của trẻ dưới 5 tuổi thì new zealand bắt đầu đã lấy cả những cái cháu lớn hơn nữa cái triệu chứng thứ hai là nghe gian ẩm biết gian ẩm thì là một cái kỹ năng rất là uh, quen thuộc của tất cả các thầy quốc nhi khoa tuy nhiên khi mà người ta làm nghiên cứu thì cái gian ẩm chỉ có thể được 50% thôi. tức là cứ hai bệnh nhân mình khám mình rượu gian ẩm thì mình chỉ chẩn đoán có một vì vậy tổ chức thế giới bảo là không cần phải nghe gì cả bác sĩ không cần nghe đấy, đấy là những cái cái điểm, điểm cũ hả? thế nhưng mà bây giờ thì nó no. hoặc là các cái dấu hiệu khác người ta cũng coi rất là thông thường ví dụ dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu rút lõm lồng ngực đấy thì tổ chức y tế thế giới cũng coi là rút lõm lồng ngực là rất quan trọng và có rút lõm lồng ngực thì viêm phổi nặng tuy nhiên những nghiên cứu gần đây lại thấy rằng là những cháu mà có rút lõm lồng ngực đi chụp phim hết những cháu có thở nhanh chụp phim hết thì chỉ có 50% số cháu là có biểu hiện ở trên x quang. Cho nên người ta nghi ngờ rằng là nếu chỉ lấy một trong hai triệu chứng hoặc là thở nhanh hoặc là dữ rõ lồng ngực thì một mặt mình bỏ sót, một mặt có khi mình lại chẩn đoán gì ạ? À. Quá mức bởi vì 50% số uh, chụp phim không có biểu hiện trên phim x quang. Thì đấy là những cái mà 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 rất là 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 đặc biệt của những cái nghiên cứu trước. Vậy thì bây giờ sao ạ? Bây giờ người ta kiểm tra lại. Người ta kiểm trại bằng cách là người ta xem giá trị chẩn đoán của nghe phổi ở hai loại nơi một nơi có tỷ lệ viêm phổi cao và một nơi có tỷ lệ viêm phổi thấp viêm phổi cao thường thường là ở các nước như chúng ta viêm phổi cao được định nghĩa là gì được định nghĩa là cứ 10% trở lên nếu các anh chị khám 10 cháu ho sốt ạ một trong trong một 10 cháu mà có từ hơn một cháu trở lên chẩn đoán viêm phổi người ta gọi là 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 tỷ lệ cao đấy cái này rất là hay để cho chúng ta gắn với lâm sàng của chúng ta. Nơi nào mà chúng ta chẩn đoán thì đủ 10 đứa đến và ba đứa viêm phổi coi chừng nó bắt đầu đã bị quá. Đúng không? Đấy ý là thế. Thì người ta thấy là dạ, không chỉ cần nghe gian nập nữa đâu mà người ta còn có thể nghe các cái tiếng thở khác nữa. Đúng không? Ví dụ giảm giảm tiếng thở. Đấy. Cái này từ thường thường ở có người lớn nhưng bây giờ người ta bắt đầu chú ý ở trẻ con. Vân vân. Hoặc là kể cả người ta lấy những cái tiếng thở à, tiếng tiếng phế quản là cái tiếng mà cũng cũng không không rõ ràng lắm đấy thế thì hoặc là ở những nơi mà có tỷ lệ à, viêm phổi thấp tức là dưới dưới 10% thì người ta còn có thể lấy thêm cả gì ạ SPO2 vì người ta thấy rằng bây giờ từ bệnh viện huyện trở lên thì cũng cũng có thể sử dụng được đấy SPO2 đấy và do đó người ta còn nghiên cứu tất cả ngoài x-quang ra thì người ta còn nghiên cứu với các cái xét nghiệm khác kể cả người ta làm emoculin đấy kể cả người ta làm tiểu tiểu cầu vân vân tức là người ta à, nghiên cứu một cách rất là toàn diện về các phương pháp chẩn đoán à, kể cả lâm sàng x-quang và xét nghiệm nhưng mà gần đây thì sao gần đây thì người ta lại thấy là nếu mà khả năng chẩn đoán giữa x-quang trong các cái trường hợp viêm phổi nặng thì đây người ta cũng chỉ thấy có 51%. Như, như vậy những cái tiêu chuẩn chẩn đoán cũ mà cứ bắt buộc phải có x quang thì cũng vẫn vẫn phải xem lại nếu mà chúng ta chụp hàng loạt các cháu dù thế nào chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ chẩn đoán được năm trăm như vậy nếu chúng ta chỉ dùng x quang không chúng ta sẽ bỏ sót đi năm mươi ngược lại điều này lại lại rất hay tức là người ta thử làm thí nghiệm à, chọn những cái ông bác sĩ x quang giỏi nhất ấy, từ trường khoa trở lên ấy, nhưng mà làm mù làm mù thì thế thì người ta thấy là kể cả những người giỏi nhất đấy thì cái sự thống nhất giữa các bác sĩ y quang với nhau rất là thấp tức là một cái phim thì ông này bảo là viêm phổi ông kia lại bảo là không viêm phổi Và chúng ta thấy chỉ số cấp 3 nếu lấy tiêu chuẩn là 0,8 trở lên thì mới là thống nhất với nhau có nghĩa là cứ đưa cho anh 10 phim thì hai anh cùng đọc thì tám phim phải thống nhất với nhau thì người ta coi là thống nhất thế còn bảy phim thống nhất là ba phim không đúng như nào người ta coi là không thống nhất đấy thì đấy cũng là có một cái rất là 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 phải đáng chú ý à, có một điểm mới hiện nay mà tôi thấy cũng rất đặc biệt là người ta bắt đầu đưa siêu âm vào trong chẩn đoán một cái rất là lạ là ở nước mình thì siêu âm làm ít lắm khoa tôi cũng có làm nhưng mà thường thường chỉ phát hiện được những cái tràn dịch màng phổi các thứ thôi. Không hiểu tại sao tây nó lại làm giỏi siêu âm thế này. Tôi thấy chỗ anh Sơn đã có một cái nghiên cứu về siêu âm đúng không? Không biết là có kinh nghiệm gì không nhưng mà rất là lạ thưa các anh các chị. Siêu âm lại chẩn đoán cái độ nhạy và độ đặc rất là cao. Không hiểu thế nào. Tí nữa thầy thì xem Tôi đọc cái chỗ này thì tôi tôi bắt đầu nghi ngờ cái này đấy, đấy tôi 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 sẽ đi họp với các thầy thuốc ở bên 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 nước ngoài thì tôi hỏi xem có, có có thật sự như thế này không để tí nữa các thầy cho thế vì về xưa ông vừa ra rất là ít và lại một điểm nữa rất là hay thế thì bây giờ người ta bảo rằng là cứ tách bạch ra từng triệu chứng thì thì rất là nguy hiểm vậy bây giờ phải cộng các triệu chứng tức là lại trở lại cái cổ điển của ngày xưa của mình là cứ hỏi bệnh khám thật kỹ rồi trường hợp nào đặc biệt thì cho À, lâm à, chụp x quang hoặc là siêu âm đây chúng ta sẽ thấy người ta nghiên cứu rất là hay nếu mà người ta bổ sung thêm siêu âm rồi cộng với các cái triệu chứng nghe nữa thì chúng ta sẽ thấy đường cao róc đúng không đây nếu mà chỉ lấy tiêu chuẩn của uh, hu thôi đây hu là cái đường cao róc này nó rất sát với đường phân giác đúng không nếu mà thêm nghe phổi nữa mặc dù hu hu không có nói nghe phổi vứt tấu nghe đi được nhưng mà đây nếu mình nghe phổi lên thì đường cao róc mình sẽ tăng lên Đúng không? Và nếu mà thêm nữa SCP2 hoặc là các cái xét nghiệm khác nữa thì là càng càng tăng lên Đó là tít bù lại là vòng quanh. Nhỉ? Cứ nghiên cứu lắng nhắc cuối cùng bây giờ lại quay trở lại cổ điển chứ đại dạy ngày xưa chúng mình thì con gì nữa đâu. Đúng không? Đấy. Thế mà bây giờ người ta bảo thế là mới thì, thì không biết tí nữa các anh chị nào. <laughs> không mà nó thế này. Đúng không? Thế tôi cứ nói thế. Đúng không? Và như thế thì tôi đối chiếu hai cái cứ tưởng Hù là cái gì ghê gớm. Nhưng mà đây, Hù nói là Đúng không? Và cái mới nhất mà tôi có là BTS. BTS bắt bắt đầu thêm thêm một cái này nữa là sốt. Hu nói không cần sốt, chỉ cần ho xong rồi mở ngoặc có sốt hay không mà kệ. rõ ràng bây giờ càng ngày càng thấy sốt rất là quan trọng trong chẩn đoán viêm phổi. Nhưng mà BTS thì lại hơi 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 hăng máu. Lại lấy đến 38,5 độ trở lên. Thì ý kiến cá nhân tôi là có sốt là được. Thì các thầy thì sau thử, thử, nghiên cứu xem nào Ok <laughs> Và cuối cùng lại gì Tiết mục lại vòng quanh Đây cái cái của BTS là nói là tiêu chuẩn Đây là tiêu chuẩn là theo y học bằng chứng cớ là loại D thôi Loại D tức là các thầy của mình Những người nào có kinh nghiệm cho ý kiến thôi ạ à. Chứ còn tất cả các cái nghiên cứu kia cũng là phù phiếm hết Đúng không? Lại xin ý kiến chuyên gia đây mà D bằng chứng loại D Đúng không? Ok Thế như thế như thế là thế nào như thế là à, khám lâm sàng rồi cổ điển quay trở lại cái cổ điển rất là quan trọng à, phân loại nặng thì thêm một điểm nữa là spo đấy ngày xưa chỉ có viêm phổi à, à ho sốt cộng thở nhanh bằng viêm phổi ho sốt cộng à, co rút lực, lực bằng nặng ho sốt cộng, co rút lồng ngực cộng với tím tái rồi tất cả các thứ là rất nặng Đó, bây giờ bắt buộc phải thêm gì ạ? SPI. Thế đấy là à, những cái điểm mới về à, chuẩn đoán. Bây giờ tôi sang về điều trị luôn. Điều trị thì sao ạ? Thứ nhất là một kháng sinh, hay kháng sinh. Thì nếu lấy amoxicillin theo cái cũ là cái kháng sinh coi như là first line trong chữa các cái viêm phổi ngoại trú thì người ta làm một loạt các nghiên cứu người ta thấy so sánh từng loại kháng sinh một với nhau nó như nhau hết đấy. ví dụ nếu lấy clarithromycin so với amoxicillin như nhau không khác nếu lấy uh, cộng clarithromycin như nhau trái nào hơn đỉnh nào đúng không thế bây giờ kết hợp với không à à à à một một trường phái bảo là thôi ta cứ chỉ dùng beta lactam không một trường phái bảo không tôi dùng macrolide đúng không thế nếu dùng beta lactam cộng với macrolide mà không phân biệt lứa tuổi tất cả cứ dưới 18 tuổi là viêm phổi hết thì một thằng thì dùng beta lactam một thằng dùng macrolide như nhau hết đã à, hay nào hơn anh nào đấy và như thế thì bây giờ cái những cái người mà mà họ họ, họ ủng hộ cho macrolide thì họ bảo macris còn hay hơn ở chỗ là không gây ít ít gây dị dị ứng đúng rồi và ít gì nữa ít um, ít tác dụng phụ. Vi amoxicillin thì 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 hay đi dị à đúng không? Nhưng mà macris thì ít gây dị à đấy thì là hai trường phái này là, là 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 mỗi anh nói một cái, cái cái ý cũng rất là hay. Nhưng mà đến nội chú thì sao? <laughs> Xin thưa các đến nội chú bây giờ tôi đi bệnh viện nào cũng cephalosporin chế nào không mà chơi thế hệ thứ ba thứ tư đúng không thế thì đây chúng ta hãy nhìn người ta đặt câu hỏi vậy có cần phải dùng kháng sinh phổ rộng hay không thì hóa ra người ta xếp một cái nhóm kháng sinh phổ hẹp phổ hẹp tức là amoxicillin ampicillin thôi đúng không với cái nhóm kháng sinh hiện đại tức là từ thế hệ ba à, tư chỉ là kim vân lôn, vân các thầy cô anh chị <laughs> khỏi như nhau chả anh nào hơn anh nào để cho nên hiện đại trả hơn đúng không hại <laughs> <Hài> điện chuẩn <laughs> thế bây giờ đi một cái nghiên cứu rất là hay của anh anh nó giàu như thế nó vẫn dùng penicillin ampi nếu so với cái loại cephalosporin à, cũng 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 loảng xoàng thôi là thế thứ hai là trung chiêng mà như nhau trả thì khác nhau đúng không thế nhưng mà cái này lại mới 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 nếu chúng ta chia tuổi ra ấy thì có cái rất hay ạ. Nếu mà anh chữa viêm phổi nội trú chỉ bằng beta lactam không với một nhóm dùng beta lactam cộng với macrolide thì rõ ràng thời gian nằm viện ngắn hơn ở nhóm trẻ diện Trên 5 tuổi. Nhớ nhá. Năm trên 5 tuổi thôi. Còn gộp tất cả dưới 5 tuổi và trên 5 tuổi không có khác nhau gì cả. Đấy. Và như thế khuyến cáo là gì? Cái cũ vẫn là amoxicillin. Tuy nhiên chúng ta không có cực đoan chỉ dùng amoxicillin. Chúng ta có thể dùng dạ các loại khác. Ví dụ như là các cái macrolide. Nhưng mà nếu viêm phổi nhẹ chữa ngoại trú một thuốc thôi. Không có dùng. Dưới 5 tuổi. Đấy là cũ. Tuy nhiên nếu cần phải cho macrolide nếu như đặc biệt cái cái tuổi cực kỳ quan trọng. Nếu các anh chị định kết hợp với nhau thì trên 5 tuổi hãy kết hợp. Dưới 5 tuổi không là và kết hợp nữa là gì nặng chắc chắn phải cho thêm macrolid đúng không đấy và nếu chữa beta lactam ba bốn ngày không khỏi hoặc là không đỡ cộng thêm macrolid đấy là những cái điểm mà phối hợp kháng sinh mới rồi và như thế thì một số hướng dẫn của các nước mới hiện nay người ta bắt đầu đi theo con đường đó ví dụ chúng ta sẽ thấy à, hướng dẫn của ả rập saudi là một cái nước mà tôi lấy một cái nước rất là giàu đúng không? chúng, chúng ta đi đến đây thì người ta cũng sẽ thấy là sao à, cũng amoxicillin và rồi sao có thể cộng với một macrolid trong những cái hoàn cảnh mà tôi vừa nói à đây cũng thế đây của uh, viêm phổi nội trú hoặc là uh, gần đây nhất thì là của new zealand à, ngay cả viêm phổi sơ uh, sinh đúng không à, thì người ta cũng chỉ dùng gì ạ Penny cộng răng ta, Penny cộng răng ta. Ở đây có một cái rất rất là lạ là chúng mình ở mình thì cái gì chơi cao cấp hết. Bây giờ hầu như răng ta chả có nơi nào dùng Cứ cứ amikacin thôi. Đấy. Không thì tôi đi tôi đi thăm thì các vị cứ bảo, bọn, bọn, bọn em mà chơi cái hiện đại không chơi. Gì. Nhưng mà đây thực ra thì nó cũng khá tuổi đâu, đúng không? thì là xem New Zealand tôi vừa ở đấy về sau à, mấy chục năm tôi quay trở lại thì họ vẫn chữa y như thế này. Ở bệnh viện bên Christchurch vẫn nguyên như thế này không khác cả. xin thưa đấy chỉ có cái khác một tí nữa là người ta nâng cái tuổi sơ sinh lên đúng là vì thế vì bây giờ sơ sinh không phải chỉ một tháng đúng hai tháng thậm chí có nơi nâng đến ba tháng đấy thế thoại à. nặng nặng lắm nặng lắm cái màu đỏ đấy người ta mới chơi đến xe uh, phố taxi và septiazone mình bây giờ quả, anh nào cũng hết đúng không <laughs> đúng không? Đấy. và như thế kết luận lại là gì trần đoán lâm sàng không nên gì không nên cực đoan được chưa không nên cực đoan mà rõ ràng là chúng ta là gì ạ vẫn phải hỏi bệnh cẩn thận đúng không sốt rất là quan trọng đến nhịp thở cũng rất quan trọng nhưng mà cũng đừng vứt ống nghe đi như kiểu ngày xưa đúng không vẫn phải có ống nghe và hai cái xét nghiệm quan trọng đó là x quang hoặc là siêu âm có một cái mới bây giờ nếu ở nơi nào mà cố gắng làm được siêu âm thì nên làm siêu âm. Đấy. Cái thứ hai là kháng sinh ngoại chú. Thì uống thôi. Dưới năm tuổi. Một thứ thôi ạ. Hoặc beta-lactam. Hoặc à. Macrolide. Trên năm tuổi. Nên cộng lại. Vừa beta-lactam. Vừa macrolide. Đúng không? Nếu mà nhập nội chú. Anh nào nặng quá. Đúng không? Thì thêm macrolide. Đúng không? Đấy. Thì đó là vài cái điểm mà tôi thấy là. À, có những cái thay đổi hơn so với trước xin cảm ơn các thầy cô và các anh chị